Này, hello, chào anh em ha. Hôm nay thì cũng có nhiều người hỏi mình cái đầu vít ngắn này, hiện tại cái đầu vít này là đầu vít ngắn thì làm sao vô được? Tại vì cái đầu vít ngắn này thì anh em đi làm ở ngoài ngoài công trình đó, thì cái đầu vít ngắn kiếm rất là khó, kiếm không có chuộng với thị trường Việt Nam. Năm ra thì anh em hỏi, có anh em hỏi mình là cái kiếm cần cái đầu vít dài, cần cái máy này nhưng mà xài đầu vít dài. Hiện tại giống như cái này á, thì đầu vít dài là con này, là đầu vít dài nè anh em thấy không, đầu vít dài thì anh em sẽ không bao giờ nhét vô đây được, nhét vô không bao giờ giữ được dính cứng cái mũi. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ làm cho nó dính luôn cái mũi này ha. Làm thì cũng đâu không có cái gì khó khăn, mình chỉ thay đồ thôi. Rồi anh em đợi mình tí xíu nha, để mình kiếm cái mũi vít ngắn, cái mũi vít ngắn để mình bỏ cho nó vô, anh em coi cho nó dễ ha. Anh em đợi mình tí nha, mình bấm đứng cái đi. Rồi thì mình kiếm được cái mũi vít ngắn này nè. Rồi giờ mình vô mình làm cho anh em coi ha. Giống như cái máy này á, thì hiện tại đây là mũi vít ngắn nè, anh em coi ha, đây là mũi vít ngắn nè, không biết anh em thấy rõ không, đây là mũi vít ngắn nè ha, bên đây là ngắn, bên đây là dài. Thì cái mũi vít ngắn này á, sẽ gắn ở đây là ok, gắn ở đây là ok, nhưng mà lại không gắn vào được cái mũi vít dài. Mũi vít dài thì cũng nhét vô được bình thường nhưng mà sẽ giật ra, giật ra. Còn này nhét vô là sẽ không giật ra được, không không giật ra được. Thì hôm nay cái con này con 14, mình mở cái đầu này ra trước rồi anh em ha, mình mở cái đầu này ra trước rồi. Thì một hồi á, mình sẽ để quên cái vít này ở dưới rồi, thì hồi mình chỉ gỡ ra rồi mình thay cái đầu nó vô, thay cái đầu này dài vô. Rồi còn cái chụp của ngoài, cái chụp bên này nè, thì mình gắn vô sau ha. Rồi giờ mình tiến hành mình mở trên cái con STD13 trước đi ha. Đây con STD13 làm dễ hơn. Rồi gỡ ra ha. Giờ mình lấy lò xo. Lấy lò xo, lấy bật đạn, lấy không phải là lấy bật đạn mà lấy bi, hai cái viên bi. Hai bên anh em coi thì cũng nhớ đăng ký kênh ha. Rồi giờ tiến hành mình mở ra, anh em coi nhớ đăng ký kênh cho mình ha, đăng ký kênh hoặc là đăng ký kênh để cho mình có động lực mình làm á, đăng ký kênh rồi subscribe cho mình một cái, like, và anh em cũng cố gắng đi ra đường, cố gắng đeo khẩu trang cho đảm bảo sức khỏe của mình ha. Là dịch bệnh hiện tại giờ nó cũng chưa có kết thúc, chưa có vaccine để mình điều trị hết tận gốc. Bây giờ nói chung là mình chỉ có ngừa thôi, ngừa được bao nhiêu thì ngừa. Rồi hiện tại cái máy này là máy mới 100% ha. Bây giờ mình mở cái siêu này ra luôn ha, mình bung cái siêu này ra luôn. Nói chung là máy muốn thay cái này đều bắt buộc phải theo phải là phải sao ta, phải phải mở bung, phải bung thôi, bắt buộc. Rồi thì máy 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 này mình bán thân máy không là 1,6 triệu, chưa lên, chưa thay cái này ha. Anh em thay cái này nữa thì mình tính thêm 100.000 ha. Rồi giờ bắt đầu mình gỡ cái này ra,
Thì đây nó có hai loại. Đây nó có hai loại ha. Đây nó có hai loại. Loại này là của con XTD13. Còn con này là XTD14. Hai cái này hai cái dòng nó khác nhau, đâm ra nó vô sẽ khác nhau ha anh em ha. Rồi, anh em coi mình cái hành bỏ vô ha. Cái này hình như là mình bỏ đúng rồi nè. Cái con SDT này hình như là mình bỏ vô rồi nè. Mình đã gắn cái đầu vô cho vô rồi nè. Gắn này con này gắn vô rồi. Thôi vậy mình làm trên con STT13 thôi. Con STT14 này hiện tại nó vẫn vô được bình thường ha. Rồi. Đơn giản vừa đó lấy cái này ra. Chắc nó lấy thêm miếng mỡ bò bên này qua cho nó bớt. Chứ không gì đó. Rồi. Đó, vậy coi như là muốn xong rồi đó. Nó đơn giản lắm. Rồi. Đây, thấy chưa? Là thay mình hai cái đầu này vô là coi như là xong rồi đó. Bây giờ mình gắn cái này vô. Tí xíu làm ra nó sẽ không vô ha. Đúng cái của nó là nó đẩy cái cạch là nó vô. Rồi, đây mình cũng mở cái phần ruột bên trong của nó DD13 cho mấy bạn coi nè ha. Đây là mạch nè. Cò nè. Đèn led nè. Gần đây gọi là hộp búa ha. Đây là gọi là cuộn, cái này với đây là cánh cánh quạt, này là cái từ ha. Thì cái này thì đơn giản, cái này nói chung làm cũng lẹ, nhưng mà anh em nào muốn thì mình thay thêm mình 100.000 nữa. Tại vì bản thân mình thay cái cốt này, thay cái cốt này cộng thêm cái miếng này nữa, cộng thêm cái miếng này nữa, chứ bản thân cái miếng zin này là sẽ không vô được ha. Anh em coi cũng nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Ủng hộ mình có động lực mình làm. Cho hai viên bi vô. Rồi cái này vô. Lò xo. Miếng miếng che lò xo. Phè. Thì bây giờ mũi ngắn nè, mũi ngắn vô cũng được, nhưng mà cái này á, cái này nó lại dở một cái là mình sẽ không nhét tự động vô được ha, phải dở này lên nó mới vô được ha, dở này lên nó mới vô được ha, phải dở nó vô mới vô được. Bình thường hồi nãy á, là mình nhét phát một là nó vô luôn,
Còn cái này mình bắt buộc phải dở lên, bắt buộc phải dở lên anh em nha. Đó, dở lên để cho nó vô. Đó là mũi ngắn ha. Còn đây là mũi dài nè. Mũi dài ha. Mình nhét cái mũi dài vô, cũng bắt buộc phải dở lên. Đó. Rồi. Thì mình gắn cái mũi dài này vô thì cái mũi xài cái mũi gì cũng được đó. Rồi. XTT13 này nếu mà thân máy không thì mình bán 1.6 triệu ha. Thân máy không bán 1.6 triệu. Máy pin sạc luôn bán 2.2 triệu. Máy là mình bảo hành 6 tháng. Máy bảo hành 6 tháng anh em ha. Còn gì ta? Pin thì mình bảo hành 3 tháng ha. Pin này pin adapter ha, pin adapter. Cell license ha, pin adapter cell license. Pin adapter cell license. Thì cái chữ in á thì nó cái chữ này in lụa. In lụa thì nó sẽ có cái nó chạy ha. Rồi. Thì anh em coi nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Còn mà cái con XTT14 này là con này mình thay rồi. Mình thay rồi mà mình quên nè. Thì bây giờ một hồi tí xíu nữa. Đây mình mở ra nè. Nó có mở ra rồi, tức là đã sửa rồi, thử xử nó rồi. Thì một tí xíu nữa mình lấy cái lò xo, cái phe với cái nó là so cái phe hay viên bi để mình bỏ vô để cho nó lên xong ha. Rồi, anh em coi nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Rồi, xin chào tạm biệt anh em. Cái này là hiện tại mình lên đầu vít dài cho anh em luôn rồi ha. Rồi, ok, bye bye. Cảm ơn anh em đã xem clip.